Vâng, đây là một phần đường. Một con đường cong queo ở đường đây là đường học trường. Đây là cầu học trường. Đây là một chiếc xe tăng bọc thép nhá, đang tiến vào ruộng. Anh em xem nhá. Vâng, đây là con sông Kỳ Cùng, đầu nguồn của Bắc Sa. Và tôi đang có mặt tại chân cầu Mà Thuộc. Đây là cái suối nhé. Vâng, còn đây là trung tâm Mà Thuộc, đang quay trực tiếp. Đây là trường mầm non nha các bạn nha. Đây là đài tưởng niệm mấy ông liệt sĩ. Vâng, hành trình của chúng tôi bây giờ bắt đầu. Đây là thằng đệ của tôi đang chuẩn bị cày.